Hello Úi giời, con làm gì đấy? con chỉ Nào, vào học nào. Chắc lại trêu em bo gì, thì nó lại đánh cho. dạ Trêu em bo thì nó lại đánh cho. Tắt filter đi Min ơi. dạ Tắt mấy cái hiệu ứng đi, nhìn trông kinh quá. Con nhìn xem có giống mặt con không hay là giống mặt đứa nào. con Anh ơi, ai bắt em đâu? Mù à? Nào ngồi ra giữa máy nào con. Mày thì chưa đẹp. Cái gì? Mai còn thi. Con thi cái gì? Thi chữ đẹp. Úi giời, chữ xấu đi kia rồi thi chữ đẹp. Khiếp. Ôi, có cần xem chữ của thầy không? Có. Chữ thầy đẹp lắm. Mình còn Thử lâu. đi. Mình còn lâu. Mình còn lâu mới đẹp bằng của thầy. Thật luôn. Thầy cho xem thử đi. Đâu, chờ xíu nào nào, buổi trước có bài tập gì về nhà con nhỉ? Không có. Không có, chắc chưa? Vâng. Có chắc không? Chắc. Không có từ mới. Chắc chưa? Chắc. Tắt đi. Vâng. Thật không? Thầy nhìn thấy Thật kỹ lắm. Thầy không tin tưởng lắm. có ít chín rồi. Uy tín tí nào luôn. Không uy tín tí nào Min ạ. Không uy tín tí nào. Thật không uy tín tí nào luôn. Đây cho con xem chữ của thầy nhá. Mẹ bảo thầy. Thầy nói điều nhá. Thấy chưa? Cái chữ in là thầy. Đẹp không? Chữ in là làm gì? Thầy biết bút bi đấy. Vâng. Ai như con biết bút mực đâu, xấu mù. Lêu lêu rồi. Không chữ thì xấu. Có chắc là không có bài tập không? Chắc Nếu có thì sao? đeo má, Hả? đeo má. Ok thôi sao được ta. Ô, bực thế sao không có tiếng nhờ. Nào hôm nay chúng ta sẽ sang speaking. Là học gì con nhỉ? Nói Có nói được không? dạ Có nói được không? có Chắc chưa? yes À, thế bao giờ con thi? tin gì Không biết. Úi giời. qua nó con không phải thi gì nữa Sao? dạ Loại gì hả? Đúng không? dạ Ôi, buồn chết mất. Thế thì đồng hồ của thầy lại ở với thầy thôi. Trời ơi đồng hồ của thầy đẹp ơi là đẹp này Min ơi. Min ơi, đồng hồ đẹp ơi là đẹp này, túi Casio ở noi này, xịn sò này. Đồng hồ có hộp ở noi này. Này, đồng hồ xịn như này cơ mà. Ôi trời ơi, không lấy được, tiếc quá. Để cho xem lại đi. Đây này, đồng hồ đây. Nhìn không?
Đây. Tôi nhớ anh. Không có ai. Thầy. Nó làm sao biết được rồi thôi kìa. Thầy. Sao người không hát tiếng? Nào. Bây giờ vào bài luôn nhá. Điều thế rồi. Tóm lại là không có quà nhé Min nhá. Min nhá, không có quà. Now let's find the differences. Chị khoanh vào một bức tranh sau đó nói nhá Min nhá. Dễ ơi là dễ. Làm nào. Đố mình biết cái gì đây? Lấy kính lúp. Thế lấy kính lúp làm gì thế? Con đoán xem. Thầy xoay à? Không. Thôi con làm bài đi nhanh em, không hỏi làm gì. Đồ chơi của thầy. Xong chưa con? Yes. Để nhìn nó có một cái khác nữa. Xem nào. Để có thấy một cái khác nữa. Đố mi nhìn thấy. Chịu chưa? Min chịu chưa? Chưa. Có một cái nữa nhưng mà Min không bao giờ nhìn thấy. Không bao giờ Min nhìn thấy. Ôi bà em bò đi ra ngoài đi. Nhanh bà em bò đi ra ngoài đi. Được không chị? Má ở đây. Má ở đây. Má ở đây. Bôi. Nhanh nào. Vâng. Không thấy con đeo cái tai nghe này vào xong con lại không nghe được cái gì. Anh ơi. Ừ. Anh ở đâu? Đưa ra bên cạnh đi. Hả? Đưa anh tắm cho không? Ba anh tắm cho em. Bo ơi. Bo nghe tiếng không? Bo có. Bo ơi. Anh bỏ. Nào thôi nhanh nào. Xong chưa con? Bo ơi. Xong rồi thế rồi. Sao những cái mic này bé thế? Nào bây giờ bắt đầu thế nào? Cho con điểm khác gì nữa thầy? Con cứ nói đi. Tí thầy chỉ cho sau. À, rồi. Con ở đâu nữa? Con ở cái chỗ này. Đâu? Con đang khoanh. Không đúng rồi. Chịu. Nào, thôi nói nhanh nào. Now let's talk about the differences between two picture here. In the picture. Em. Ôi, đeo vào. In the picture one, the crocodile has a heart, but in the picture two, the crocodile don't have heart. It don't have. It don't have. In the picture one, there are two flies, but
In the picture too, there is one fly. Now, fly or flies? Fly. Tiếp nào. In the picture one is a red ball, but in the picture two the is blue ball. Okay. In the picture one is flowers, but in the picture two is phone. A phone. In the picture one, there are three oranges. Orange. But in the picture two, there are three tomatoes. Tomato. Tomato or tomatoes? Tomatoes. Nhớ nhá. Phát âm chán quá nên mình mới bị loại đúng không? Đúng không? Vâng. À, chết đi rồi. Không có nhìn thấy cái chỗ này không? Có. Con nhìn ở đấy, sang nhìn sang bên kia xem. Thì nó khác gì không? Con nhìn xem ở đây sao nó như thế nào? Bị cắt quãng. Ờ, thế nó có khác nhau không? Nhưng đâu, cô làm nó mờ thì sao? Thì đây, là... chỗ này nó cũng... Thôi chết rồi. Đây. Chỗ này nó cũng dài sao thì không tính. Thôi đùa con đấy thôi. Ok, now let's check. Ok. They are orange but these are orange but they are tomatoes. Rồi. Crocodile is and isn't wearing a hat. Red bow and blue bow. Trời, các cô lại ghi blue fly vào đây. Rồi xanh. Two flies and one fly, okay? Flowers and telephone. A telephone. Là cái gì nhỉ? Điện thoại di động. Là di động và cái gì? Hoặc là điện thoại. Điện thoại di động và cái gì con? Và cái gì kia? Bình hoa. Bình hoa. Now. Let's answer. What do you often do in your holiday? I often sleep. Sleep? Yes. Only one sleep? No. What and else? Eat. Play games and eat. Take a shower. Yes. Brush my teeth. Brush teeth. Okay. Brush teeth. Brush teeth. What else? And. What else? Còn gì nữa? The end. Yes. Who do you spend your holiday with? My cousin. Cousin? Yes. Cousin. Cousin. Anh em họ. What else? My uncle. Your uncle and yes, the end. And a negabot.
Neighbor. Là cái gì? Hàng xóm. Hàng xóm đọc lại là gì? Tôi chết rồi. Hello neighbor. 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 Neighbor là hàng xóm. Neighborhood là khu phố của tôi. À khu phố. Dùng sai hết cả đi rồi, chết thôi. Now let's talk about the story. From picture 1 to picture 4, okay? Yes. Bây giờ Min có thời gian là 4 phút để suy nghĩ và viết các keyword ra vở, được chưa? Sau đó sẽ nói cho thầy nghe nhá. Yes. Thế nói mẹ ngoài không? Không. Úi dồi ôi, không đó. Eo ơi, đấm cho mấy cái. Con mà gần thầy, thầy đấm cho mấy cái rồi. Xin cái lỗ tai luôn. Thế từ nãy giờ vẫn chưa lấy vở lấy bút ra hả? Con đang nghĩ rồi đã. Con chỉ có 4 phút thôi đấy, 1 phút đã trôi qua. Một phút đã trôi qua. Ghi ra nha, ghi keyword ra nha mới nói được nha. Không đến lúc rồi lại cứng hết lưỡi vào không nói được từ nào. Thầy thầy. Nào. Đàn voi là gì ở đây? Đàn voi, elephants. Thế thôi à? Sao những cái đèn nó lại hiện lên đây ta? Đáng lẽ hôm nay thầy cho Min nghỉ ở đây nhưng mà thôi thầy không cho nghỉ nữa. Thứ tư Min nghỉ nha. Vâng, dỗ tổ không thầy? Vâng, ngày lễ chẳng nhẽ bắt Min lên học. Học không? Không đó. Con sẽ đăng nhập vào Naruto tốc chiến để nhận nhân vật mới. Học không học, suốt ngày chơi, tí nó sẽ nói chuyện với mẹ. Thứ tư sẽ không cho nghịch một cái gì hết. Hai phút đã qua. Hút là hứng, uống là drink, drink nhả ra gì đấy? Chết rồi, không biết rồi. Thầy. Không biết rồi. Thầy sao không biết? Chữ nhả ra, phun ra. Chịu rồi. Thầy chịu rồi. Cái này thầy chịu rồi Min ạ. Thầy thế. Ừ? Xong chưa con? Yes. Now let's talk about the story. Tom with his father is go fishing 2000 years later. Ben and his father don't have a fish and the and they are very sad. Ben said,
Why I don't have fish? Next to lake, has a elephant, and elephant is go to bend and drink water. Let's uống nữa. An elephant gives Ben and his father very, very fish, and they are very happy. Thế thì cơ. And they are very trước đấy. Happy. Dạ. Trước đấy thầy nghe cái gì fish? Give. Nói lại cho thầy nghe xem nào. Give Ben and his father very much fish. Chả có ai nói là very much cả. Vì much là không đếm được. Cá không có đếm được không? Con có đếm được cá không? Yes. Nhưng mà con dùng yes. much hả? A lot of fish. Nào, ở đây có key luôn này. It's a sunny day. Bill's going fishing with his father. Okay? There are a lot of fish in the lake. Bill wants to catch some. But Bill can't catch any fish. He's and his father feel very sad. But the elephant next to them come and help Bill catch fish, and the elephants giving Bill a lot of fish. Okay. Mình có hiểu thầy nói gì không? Yes. Nói lại thì nghe nào. It in sunny day. Bill going fishing with his father. There are a lot of fish in the lake. Bill want to catch some. Bill can catch. Bill can catch some catch. Fish. Catch. Em mà con sao lại catch được? Catch. Không phải catch all. Catch. Chữ E nhá, không đọc chữ A nhá, rõ chưa? Catch. And they are feel sad. Tại sao sad? Có một Bill can catch fish rồi mà. And they feel very sad. The elephant is catch fish and give Bill some fish. Nghe rất là lủng củng. Đã hiểu kiểu gì? The elephant next to them, ở ngay bên cạnh họ, come and help Bill catch fish. Okay, and the elephants gave Bill a lot of fish. Có phải đưa cho rất nhiều cá không? Có, cả đống. Đúng không con? Yes. Now, let's find one different. In the picture one, picture three is different. In the round one. In the round one, picture two is different. Yes, picture two is different. Yes, yes. Three. Yes, picture two, not three. Three is different. Picture one, two, and four is fruit, but picture three is book.
Book. Okay. In the round two, picture two is different because picture one, three and four is watches, but picture two is reading. Okay. What else? Next. In the round three, picture three is different because picture one, two, and four is close, but picture three is cup. A cup. A cup. Okay. In the round four, picture four is different. Four. In the four, picture one is different because picture one is under the bed, but picture under two, on the bed, but picture two, three, and four is under the bed. Xem nhá. Rồi. Nhớ nhá, đừng có nhầm nhá, rõ chưa? Vâng. Nhầm cái này là mệt lắm. Nào thì là picture two, nào thì là under, mà trong khi nó on. Lỗi kỹ thuật. Không có lỗi kỹ thuật thì cả, véo má hai cái nhanh lên. Hai bên. Thế ông mình có làm nhưng không ra chịu. Lêu lêu làm sai thì phải chịu. Có làm nhưng không có chịu. Chơi thế ai chơi? Thế đi chơi một mình nhá. Con chơi. Chơi thế thì khác chơi một mình nhá. Ok, chơi thế thì khác chơi một mình Min nhá. Đây người chơi nhá. Chơi thế chơi một mình. Chạy đằng trời. Chạy đâu cho thoát hả Min? Thầy ơi thầy. Sao? Con này, con nó vặn tiếng này. Now, let's write. Now let's study about the unit outdoor activities. What does it mean? Hoạt động ngoài rời. Ngoài rời hay ngoài trời? Ngoài rời, à ngoài trời. Lớp 5 học chính tả vẫn viết sai. Rồi. Lớp gì là hoạt động ngoài rời chính khóa? Ngoài trời, chả ai đi ngoài rời cả. Nhá. Now, these are adventures of J&J. J&J. The Lost Love. Now let's look at I lost my love. Love, love, love. What does she look like? She had short silver hair. Her tail is white and shiny. When does she live? See. Now let's put on our swim shoe first, okay? Min có hiểu gì không? No. Chắc là không hiểu đâu, thầy biết mà. Thầy hiểu cái con. Nào, bây giờ con đọc đi nào.
Jeff doesn't like Jasper. Water. Jasper doesn't like water. It's okay, Jasper. You can run under wait under that tree. Do you see anything? Job. Ghost. Check it out. Maybe it's a shadow monster. Oh, okay. Here is my love. My love. Love. A nha, không là O nha. Love. Isn't she beautiful? She beautiful. She beautiful. Ok, có hiểu câu chuyện nói gì không? Có. Nói thì nghe nào. Là chúng ta nói là Jeff không thích nước. Nói ra xong rồi là được rồi, ngồi đợi ở gốc cây kia. Xong rồi là cái ông cướp biển, ông bảo là ông muốn xem gì không? Xong có nhìn thấy là, bất kỳ cái gì không? Nhìn thấy bất kỳ cái gì không? Xong rồi cái ông cái cô gì cáo rồi. Một cái ông Job đi kiểm tra Jacob. Xem Jacob đi kiểm tra xem ông Jacob là nhớ đâu đấy là một con gì quái vật cá mập. Xong rồi cái cô áo đỏ, cô mũ đỏ nói gì ok rồi là Jacob đấy nói nhìn thấy là cái ông cướp biển này thích một con hải cẩu. Now, let's choose and write and complete the comic on page 1 and 2, okay? Yes. Ở hai cái chỗ trống kia con không nhìn thấy gì đúng không? Vâng. Rồi bây giờ con sẽ chọn cho thầy đầu tiên ở trong cái page 1 này này. Điều trống này là thiếu cái gì, được chưa? Nhìn thấy chưa? Nhớ xem điền cái gì. Cái chỗ thứ hai cũng thế. Được chưa? Có chọn được không? Dễ lắm. Yes. Bây giờ đọc hai cái câu này đi. Đọc cái những cái này đi. Sau đó thầy sẽ mở lại bức tranh số 2 và bức tranh số 1. Cho Min chọn. Dễ không Min? Min thì dễ không? Xong chưa con? Rồi. Có tên mới nào không nhỉ? Quên không hỏi. Có. Từ nào? Từ mà. Từ câu số mê. 2 của từ của câu số 1 đấy đúng không? Vâng. Dịch ngay mà. Mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư. Ghi vào. Hay gọi là người cá. Nghe mỹ nhân ngư cho nó oai nhỉ. Yeah. Mỹ nhân ngư là gì? Là người cá ấy con. Có biết Shadow Monster là gì không?
quái vật cá mập. Shadow mà. Là cá mập. Vật bóng tối. Quái vật bóng tối. Vâng. Quái vật cá mập. Cá mập là gì? Cá mập là shark cơ mà. Shadow. Thì cá mập shadow là cái gì? À, shadow monster. Nào nhanh nào, Min xong chưa? Rồi. Nào bây giờ với câu đầu tiên nào, nhìn đi xong để chọn nào. Chọn được không? Rất dễ. Xong chưa? Chưa. Rồi. Ôi trời ơi, dễ ơi là dễ. Mình có chọn được không? Có. Chờ mình lâu quê ta. Dễ ơi là dễ. So easy. Bây giờ Min đã chọn được chưa? Yes. Rồi thấy rồi. Câu đầu tiên là she has black eyes đúng không? Câu thứ hai là she lives in water đúng không? Yes. Tiếp sang cái số 2 nào. Hai câu nhé. Còn nhớ không đây? Ok. Được rồi. Rồi em bo nó lại nghịch được cái gì rồi nó lại tương tự rồi. Không chưa con? Con nhớ không để thầy mở lại cho. Có. Đây. Xong chưa? Úi dồi ôi, con nhìn con viết từ gì kìa? Giờ. Nào, xem nhá. Câu đầu tiên này. Rồi, she has black eyes. Rồi, chính xác. Tiếp thế nào? Is she a mermaid? Tiếp đến. She lives under the sea. Chứ không có she lives in the water nha. Yes. Rồi, tiếp đến này. Thế nào xem có phải là I see something không nha? Yes, I see something behind that rock. Tiếp đến là yeah, shadow monster don't live in water. Và cuối cùng phải điền is a manatee. Biết là con gì không? Hai cậu. Chắc không con.
Chắc chưa? Không chắc lắm. Con nói bừa. Con lợn biển. Lợn. À, sư tử biển. Lợn biển. Lợn biển. Ừ. Lợn biển. Sư tử biển ấy là nó có hai cái răng này nè. Nó nhô ra. Ừ. Ở... Đây là con lợn biển, được chưa? Biển. Yes. Rồi, ngoài ra còn từ mới nào không con? No. 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 Ghi từ manatee vào chưa? Rồi. Now match. Bực nữa rồi đấy. Bây giờ Min nối cho thầy nhá. Đọc xong nối nhá. Yes. Dễ ơi là dễ. Rồi. Trời ơi nào. Once the pirate lost. Rồi nối đi. Thế tao nối đi xong rồi thầy nói. Finish. Now, the pirate lost. The pirate lost. Pirate lost his love. His love. Love. His love. His love. Yeah. Janice and Jacob help. The pirate. 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 Con đọc là pirate nha. Pirate thì lại là con gì rồi? Con vẹt. Ừ. Còn pirate là gì? Cướp biển. Ừ. The manatee lives under the sea. Rồi, con gì sống ở đâu? Con lợn biển. Sống ở đâu? Dưới biển. Rồi. Now, let's check true or false. Bây giờ mình đọc cái này bốn cái này được chưa? Được chưa nào? Dạ. Có từ mới nào không con? Shiny là gì ạ? Shiny. Shiny. Sáng bóng. Quý hiếm. Sáng bóng. Cái gì đã quý hiếm? Hải cẩu có đuôi nhỉ? Cho con xem lại hình muốn vậy thầy ơi. Khổ ghê á. Chẳng thấy đuôi đâu. Không thấy đuôi thì thôi. Nào nhanh nào con. Làm trong vòng 2 phút nào. Xong chữa nốt nào. Ôi rồi thầy ơi. Ơ thì con ghi từ mới mà chưa shiny. À nhờ. Vớ vẩn lắm nha. Quánh đít bây giờ đấy. Ok. Now, the pirate lives under the sea. False. False. Bực mình. Yeah, that's correct. The pirate loves the mermaid. True. True. False. Ông có yêu mỹ nhân ngư đâu. Ông ấy nói là ông cái gì? Trời đất ơi. Chưa giống nhau. The manatee lives under the sea. True. The manatee has a shiny tail. True. Rồi. Dễ mà. Now. Let's write the words in the correct order, okay? Yes. Nhanh nào con. Ôi dễ ơi là dễ.
Vì bên mình đang thiếu cái gì rồi đấy? Vâng, tí con điền. Nhanh nào con. Dễ ơi là dễ, chỉ xếp lại thôi. Không cần phải thêm từ, bớt từ, chia thì gì cả. Đây là đồ chơi của con rồi. Đúng chưa? Chưa. Finish. Now one is. What does she look like? She. How she look like? She. She mà. Con nào là she? She. She. Number two. Where does she live? Yeah, where does she live? Three. Is she a mermaid? Mermaid. Mermaid. Four. Do you see anything? Yeah, do you see anything? Think, không phải think. Yeah. Think. Ok, có từ mới đâu con? No. Rồi hôm nay mình dừng ở đây nhá. Vâng. Goodbye. See you again. Nhớ cái nhà học từ mới đó chưa? Vâng.